平和淡淡落下，泪子泪。Hello mọi người, thì hôm nay là bên Just Nail có ra một cái miếng lake này nè ha. Thì trong cái miếng lake này nó có những cái gold mà đi với cái đường line này nè, rất là sang và rất là sáng. Thì đó, thì mình dùng cái này để mình làm lên những cái móng nail để cho nó đẹp ha. Đó thì thì trong cái lake này thì mình sẽ bỏ thêm những cái quả lemon ấy, quả strawberry lên để cho nó xung động cái mùa hè chút ha. Đó. Đây, mở cái vuông. Hello Tiểu Vinh hả? Tiểu Vinh khỏe không? Đó. Lâu ngày quá không thấy Tiểu Vinh. Thì ok, thì bây giờ Smile sẽ start ha. Thì trước tiên á thì Smile sẽ làm hai cái màu đen trước cho hai cái ngón cái và cái ngón út. Đó, thì Smile sẽ đắp màu đen trước. Oh my god. Wow. So beautiful. Thấy không? Cái màu đen này rất là dễ đắp ha, và rất là dẻo, không có khó làm ha. Đó. Xong rồi mình sẽ lên cỏ ha. Bắt đầu mình sẽ lên cái dơ bên hông ra. Chà ôi. Sao đẹp nữa cho nó mượt cái móng nữa ha. Để tí nữa mình sẽ đỡ phải dũa hơn. Đó. Đó, màu đen này so đẹp ha. Đen mà cũng đẹp nữa. Hello chú Lì hỉ. Hello Lạnh hỉ. Là một bộ mà xin vải luôn, không biết là xin cái kiểu gì nữa. Đúng là Tiểu Vinh. Cái gì tí nữa Smile coi hỉ. Bây giờ Smile sẽ bỏ cái màu đen lên. Đó, mình sẽ đẩy nhẹ vô cái cuticle ha. Thế là xong. Và bây giờ mình sẽ lấy nước ha, mình sẽ lấy nước vuốt cho nó ra nè. Đó, cứ vuốt từ từ thôi nhé. Oh my god. Đó, và vuốt hai bên hông vô. Đó, thế là xong ha. Thì xong rồi mình sẽ lên cái cái phần bên hông trước, xong rồi mình sẽ đẩy lên ngược lên lại ha. Thế là xong một cái ngón út của mình rồi. Đó, mình vuốt lại một lần nữa cho nó đẹp ha. Hình như chữ to lên xíu rồi mẹ. Thế là xong. Thì xong cái phần này á, thì mình sẽ lên cái cỏ của mình cho thật kỹ nha. Tại vì mình sẽ đụng tới cái màu lợt thì mình phải lên cỏ. Thì cái ngón này thì Smile sẽ bỏ cái Smile sẽ bỏ những cái quả lemon ấy lên thôi. Đó. Cái này thì mình về á, thì mình có thể làm trên nail rồi mình có thể bỏ vô ngâm rượu hé. Cocktail á, đúng rồi, cocktail rất là ngon đó. Anh Tiểu Vinh lúc nào ngày nào cũng uống cái này nè. Đó, bởi vậy anh làm nail rất là đẹp thì mình nên bỏ cái quả quả lemon lên trước nhỉ. Đó, thì quả lemon thì xong rồi mình sẽ cho nó một cái lớp mình sẽ cho nó một cái lớp
lớp chimmy pink lên trước. Đó, cái màu này là chimmy pink nha, chứ không phải là smile pink nhé. Đó, cho một lớp mỏng lên như thế này ha. Rồi mình sẽ bỏ lên, rồi mình sẽ đẩy vô cái kia cổ, thế là xong. Đúng không? Và bây giờ mình sẽ vuốt cho nó mỏng ra. Vuốt cho nó mỏng ra hai bên hông. Đó, wow, màu chimmy pink này đẹp quá, đẹp hơn smile luôn. Đó, thế là xong ha, mình lên nó ra. Tại nó cho nó mỏng thôi, đừng cho nó dày quá ha. Bây giờ mình sẽ trộn hợp nó lại ha. Có nghĩa là mình sẽ làm cocktail. Đó. Mình sẽ lấy đâu rồi? Lemon. Lemon and chantilly. Đó. Lemon ha, xong rồi bắt đầu mình sẽ nhấn xuống này. Đó, nhấn cho nó xuống. Tại vì những cái miếng này nó cổ lắm nha, mình phải cho nó mỏng, không là nó rất là cổ. Xong rồi mình sẽ bỏ cherry. Cherry. Đó. Bỏ lên rồi nhấn nó xuống cho nó ăn nha. Không là nó rất là cổ, tại vì cổ này nó sẽ làm cho nó rất là dày. Bởi vậy mình làm đừng cho nó cổ quá, mình đè cho nó xuống ha. Rồi xong rồi watermelon. Smile thích banana hơn. Đó, banana ngon hơn. Đó, thường cocktail có banana nữa rất là ngon. Wow, cái này không biết banana hay cái gì nữa. Nhấn nó xuống. Đó, nhấn nó xuống. Xong. Rồi xong rồi tới gì đó. Mình cho nó trái cà gì. Cái nho, nho đi. Mình thích nho hơn. Tại mình đây cho đẹp sáng rồi. Mình phải làm nhanh nha, không là bột nó khô. Nhưng mà xài cái bột của chát thì nó dẻo rồi, thì mình không có sợ nó khô nữa ha. Ôi chà, thế là mình có một cái cocktail mà rồi. Hai người xa lạ, hai liêm. Nếu mà mình bỏ thêm nếu mà như bạn muốn bỏ thêm cái marble in lên á thì nó sẽ thành ra cái cocktail hơn nha. Đó thì mình bỏ cái marble in làm sao cho nó lên từ đây lên giống như nước á, cocktail á. Đó. Xong rồi mình cho nó cái lớp clear lại nha, để cho nó cover lại cái món cocktail này ha. Đó. Thì cái lớp clear này hơi ít, thì mình phải lấy một nhiều một chút. Đó, nhiều chút thì chừng này thôi, mình sẽ bỏ từ cái cuticle lên cái cuticle nhẹ nhàng thôi. Rồi xong rồi mình vỗ hai bên vô. Đó, vỗ hai bên vô ha. Thế là xong. Bây giờ mình sẽ lấy nước này ha. Mình sẽ lấy nước mình vuốt này. Vuốt cho nó mỏng ra. Đừng cho nó cổ và đừng cho nó dày. Và làm sao để cho nó cover hết những cái trái cây ở dưới móng ha. Oh my god, looking so cute, so beautiful. Đó, thế là xong một cái ngón trái cây. Thấy ha, các bạn thấy không, rất là đẹp ha, rất là dễ thương quá. Thì cái này nó dễ lắm, ai làm cũng dễ lắm, ai làm cũng được hết á. À, không có khó đâu. Nhanh mà còn lẹ, không có mất thời gian của mình. Cái miếng len này ra ha, thì mình sẽ đẩy lại cái mà lần sau mình còn uống được nữa. Đó. Không là nó bay mùi nữa. Mình cắt một miếng vải. Cũng thấy không, thì mình đo lên như thế này. Thì sometimes mình làm cái ngón này thì mình bỏ cái clear thì nó cũng nhìn rất là đẹp, không đó, mà mình bỏ cái màu nút lên thì nhìn cũng đẹp. Nhưng mà bây giờ bên cái ngón kia của smile á thì nó đã có cái màu thì nó đã có cái
thì nó đã có cái màu 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 pink, màu dark pink rồi. Thì bây giờ Smart sẽ làm cái clear trên ngón này ha, để cho nó khác bên kia chút. Thì thường thường là mình đắp bột lên mình làm, nhưng mà Smart thì cho nó vô phần vô khớp, rồi xong rồi mình chích lưu từ từ lên, đừng có chích nhiều quá nha. Đó, chích lên. Đó, đừng có chích nhiều quá. Chích nhiều quá lấy cái cỏ mà đụng vô một cái là hư mình, là bay luôn cái ô chết rồi, bay luôn cái cỏ luôn. Đó, bắt đầu mình bóp cho nó, đập cho nó dính vô ha. Thì cái này mà ra nắng thì thôi là chứa trang luôn, chó chứa trang luôn hí. Xong rồi mình sẽ lấy cái kéo con vịt, mình sẽ lấy cái con ngỗng á, đó mình cắt đi. Các bạn thấy không, thì nó không bị chạy hay nó bị mít sắp, là mình không cần phải đợi lâu nữa. Đó ha. Rồi cái keo dính kéo rồi. Ok, mình đợi chút nha. Để mình lên cái kéo lại đó. Tại nó bị dính lưu rồi. Đó. Phải mài kiếm đã. Cắt nó mới ăn. Đó, mài xong rồi phải không? Mài xong rồi mình cắt ha. Rồi đuôi luôn rồi. Khi đã yêu một ai thật lòng. Xong, bé lại rồi. Bây giờ mình cắt thôi nhé. Kéo đuôi luôn rồi. Ôi trời ơi. Vậy bây giờ người tàn mà kéo cũng tàn, cỏ cũng tàn, cái gì cũng tàn hết. Đó, không còn gì là sử dụng được nữa. Nhưng đó, bây giờ mới ra. Xong mình lôi ra nó từ từ thôi nha, để mấy cái đó trong của mình cắt nó ra từ từ thôi. Thế là xong. Đó, thì cái này mình đã cắt rồi thì mình lấy ra từ từ thôi. Ok. Thì khi mà nó xong được như vậy thì mình sẽ apply cái lớp cái clear qua over hết, phải là cover kỹ nha. Cái này không cover kỹ là bị hở liền á. Mình sẽ bỏ một cái lớp clear lên từ cuticle đi xuống, và mình sẽ đẩy lên cái cuticle để làm cho tròn cái cuticle. Đó, thế là xong. Khi mà xong rồi mình sẽ lấy nước đập cho nó bột nó thấm, nó bám vào cái bên cuticle nha. Không đập là coi như là nó, cái bột nó chỉ nằm trên cái len thôi thì nó sẽ bị lifting liền ha. Đó. Đó, mình cái design ở dưới nha. Oh my god, cái phồn luôn ghế bơi thì ngã hiểu được cái nỗi khổ của người đang nóng. Mình đi sạc lấy chín thôi mà hành đôi nữa. Không biết, không hiểu nổi. Rồi cái ngón này thì mình sẽ làm cái ma bố, và mình sẽ làm một nửa của phần như thế này. Thì cái miếng này nó đã nớt rồi thì mình sẽ lấy cái mình sẽ cắt một cái miếng mới nha. Đó, mình làm tới đâu thì mình cắt tới đó, đừng có cắt nhiều quá hoang phí uổng. thì mình sẽ cho nó thành một nửa như thế này ha. Đó, thì một nửa vậy cũng ok. Đó, rất là đẹp ha. Được. Đó, bắt đầu mình cân. Cân xong bắt đầu mình sẽ bỏ cái glue vô, cho nó dính một đầu đó. Xong rồi bắt đầu mình sẽ cho lên một đầu đây nữa. Đó. Dễ làm quá.
chắc bắt đầu mình phải chích đầy đủ ha. Xong bắt đầu mình cho nó khô một chút xíu, chứ khoan đụng liền nha, tại vì đụng liền là có cái lưu nó dính lại là coi như là nó hư cái cỏ của mình. Lóng ní đắng ma lam. Anh hello anh Gia Bảo, lâu ngày quá anh có khỏe không? Đó, lông này là lông rất là dễ làm nha anh Gia Bảo. Đó, nếu mà anh làm không được thì qua đây anh làm cho anh nha, em làm cho anh nha. Đó, bây giờ mình cắt ha. Hai anh Tim Nguyễn, anh khỏe không? Đó. Đây, chiếc Lambo khi nào bán lại cho em đây? Ok, xong rồi cái phần này thì mình sẽ cho cái phần kim tuyến lên. Mình sẽ cho cái phần marble lên. Nhưng mà khi mình cho cái phần marble lên thì mình sẽ cho nó một cái lớp cuticle thì nó nhìn lạy là vậy hơi nhiều, thì mình sẽ cho nó một cái lớp mỏng thôi đó, ở chiếc trước. Rồi xong bắt đầu đẩy vô cái cuticle, đẩy vô cuticle. Oh my god, đẹp rồi cái cuticle ha. Thì mình cho nó đi xuống đó, cho nó một cái lớp cuticle đi xuống. Rồi xong rồi mình sẽ trang trí nội thất lên đó, bỏ nội thất lên, kim tuyến chập chiếu lên. Oh my god. Đó, kim tuyến nè. Đó, đó. Ôi trời ơi, xô đẹp quá. Đẹp nhỉ. Đó, anh Bảo ơi, khi nào anh qua đây em làm cho anh bộ nha. Đó. 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 Lâu khô mà khi mà mình ngồi mình đợi nó thì rất là lâu, chẳng thà mình chích lưu thì nó sẽ lẹ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó một cái lớp clear nữa ha. Đó. Cover từ đầu tới cuối luôn. Oh my god. Xong rồi mình sẽ vuốt cho nó mỏng ra. Nhớ nha, phải cover được cái len dưới nha, không là nó bị chồng lên, là tí là mình vuốt là nó bị bay hết á. Đó, mình phải cover kỹ cái lớp clear lại, không có cho nó bị phồng lên. Còn bên ngoài không thì không có sao. Và cẩn thận cái cỏ ha. Đó, nhìn nó ra. Thế là xong. Mình lên thanh bảo kiếm ha. Đó, xong. Mọi người thấy lạ không? Rất là lạ ha. Đó, chỉ bộ này rồi. Đó, về nhà ngủ được rồi. Hút xong về nhà ngủ. Bộ cuối cùng. Đó. À, muốn mua cái len này thì mọi người có thể lên Just Nail ha. Thì cái len này rất là đẹp luôn á. Khi mà mình sơn top lên ra nắng nữa rất là chiếu trang luôn. Đó, rất là good for summer. Đó. Đặc biệt là anh Bảo. Anh mà mang lên là anh chói hơn luôn đó. Đó. Để Smile đóng mấy cái này rồi Smile vũ cái xếp cho mọi người coi nhé. Okay. Bây giờ Smile sẽ vuốt cái ngón này trước ha, tại vì hai cái ngón này mới đắp xong. Thì cái ngón này và ngón này và ngón này. Đó, bây giờ ha. Thì Smile sẽ đi vô trong một lần nữa. Và bên hông này một lần nữa. Thế là xong. Và bây giờ Smile sẽ đi từ dưới lên. Đó, Smile sẽ đi từ dưới lên.
Đó. Và ai mà muốn mua cái dũa này á thì có thể lên Chatsnail nha, chatsnail.com, hoặc là gọi vào thẳng vào công ty nha. Tại vì cái đầu dũa này đang sale nha, sale rất là mạnh đó. Nếu mà mọi người mua càng nhiều thì càng sale được nhiều ha. Đó, mình mua năng tầm 1 luôn ha. Ồ trời ơi, vậy là quá good deal rồi. Còn mua một wallet thì tặng smile nha. Đó. Còn ai mà mua nhiều hơn nữa thì tặng chị Justin Lâm á. Đó, đó, qua chị dụa giống nha. Đó. Thế là xong một cái móng này ha. Và bây giờ mình sẽ dụa cái móng này. Mình bác ra ha. Đó. Mình sẽ đi vô trong trước. Bắt đầu mình sẽ đi từ dưới lên. Xong rồi anh Bảo rùng hết lông rồi làm răng đây. Heo, làm cho mình một bộ vậy nha. Hello, làm cho mình một bộ. À, sao không nhận thờ xuyên bang không? Hello, dạ, chị Thảo, chị cứ qua đây ha, em làm phi cho chị một bộ nha. Anh Bảo rùng hết lông rồi làm răng đây. Trời ơi, thì ngức lông khác anh. Trời ơi, thiếu gì? Ngoài qua mặt thiếu gì anh? Đó, ra mua mấy cái lông giả về gắn lên. À mà cũng đúng, tại vì anh cũng có tuổi rồi. Hai Ngọc thì bàn tay thích đẹp dễ sờ, rửa mí. À, đúng là đẹp lắm. Rửa mí. Cũng sẵn tiện đây thì Smile giới thiệu cho mọi người biết là anh Gia Bảo Nguyễn này là đã từng là một người đi làm nail rất là giỏi, và bây giờ khi mà học cái lớp Smile xong thì về đi làm thợ hồ luôn. Chịu không nổi. Đó. À, thì trong cái công việc thì phải có tiếng cười, tiếng buồn ha. Đó, để cho cuộc đời nó thêm vui hơn. Đó, mình cứ đi từ dưới đi lên nhỉ. Thì các bạn cũng thấy không, khi mình dũa gọn cái xếp rồi mình đắp gọn cái xếp á, thì khi mình xếp cái móng tay của người khách á thì nó rất là nhanh mà nó không có dùng sức nhiều, mà mình làm rất là ít á. Tao hết đây rồi miss nè, cụ chặt hai. Tao hết đây. Ôi trời ơi, anh Gia Bảo. Thế là xong rồi, mình sẽ quay ngược lại cái bộ nail và mình sẽ coi ha. Đó, thì nó sẽ như thế này. Và xong rồi mình sẽ dũa trên đầu móng. Ngón này còn bự quá thì mình sẽ dũa thêm một chút xíu nữa.
là xong ha. Thì khi mà xong rồi á thì Smile sẽ dùng cái đầu tròn này để mà Smile run cái cuticle thì nó more safety hơn và nó đi vô sâu hơn đó, đúng không anh Gia Bảo? Đó thì mình cứ đi từ từ lên ha. Mình chỉ dũa những cái ngón mà nó dày chút thôi. Đó. Tao định qua mình học thêm ít nữa rồi tao đi Argentina làm nail. Mi thấy còn hợp lý không? Bên nợ em út nhiều lắm. Oh my god. Em like anh luôn anh Bảo ơi. Cho phụ nữ sống với. Anh cứ qua học đi, có gì em kêu Alex dạy riêng cho anh nhỉ. Bây giờ mình sẽ chạy mình nói đi nhỉ. Mi có đi với tao không? anh Bảo ấy, anh tha cho em đi anh Bảo. Đó, em gồm em 10 giờ 5 con nữa, khổ lắm. Hello anh John Chan à, khỏe không anh trai em khỏe anh ơi, anh có khỏe không nhỉ? Anh Bảo ơi, em con mà già con thơ nữa đi răng mà được, anh độc thân đó. Anh đi được chị ăn em mà đi được đây. Khổ lắm. Một ngày phải làm 3 job, 4 job để mà kiếm tiền. Thế là
mình có xong một bộ nail rồi, rất là lè ấy. Bây giờ mình chỉ việc gắn diamond, gắn móng lên thôi. Mọi người thấy không? Rất là lè ha. Đó. Kể như này ha. Và thank you mọi người đã xem cái video ấy. Bây giờ má chỉ việc gắn mấy hột đá nữa thôi là xong à. Đó, cảm ơn mọi người.